Mới đây, một thế hệ linh trưởng vô cùng đặc biệt được các nhà khoa học ở Trung Quốc chính thức công bố. Được biết, chú kỳ đực vừa được sinh ra trong phòng thí nghiệm là sản phẩm của phương pháp chưa từng xuất hiện trên thế giới. Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, nhóm các nhà khoa học đã sử dụng tế bào gốc đa năng từ hai quả trứng được thụ tinh khác biệt hoàn toàn về mặt di truyền từ cùng một loài khỉ nhằm tạo ra một giống khỉ đuôi dài mới. Chú khỉ con mới ra đời có những đặc điểm cơ thể không giống bất kỳ loài nào, với đôi mắt màu xanh lá cây, khá giống với loài mèo, đầu ngón tay thì phát sáng màu vàng. Mặc dù đây không phải là loài khỉ sống đầu tiên trên thế giới được hình thành nhân tạo từ sự hợp nhất của nhiều quả trứng được thụ tinh, nhưng nó có thể là loài có cấu trúc gen hỗn hợp phức tạp nhất, theo các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc và Anh. Mặc dù vậy, sức khỏe của chú khỉ trên vẫn được theo dõi cẩn thận và là vấn đề đau đáu cần giải quyết, bởi trong những thí nghiệm trước đó, những chú khỉ sinh ra theo dạng này thường chỉ sống được ít ngày vì hệ thống miễn dịch của nó quá yếu.